Kỷ niệm du xuân này không biết là cái ý nghĩa sâu xa của nó là như thế nào. Chào bác Thoan nhá. Dạ, nó giống còn lần thôi. Kỳ lân, kỳ lân, con này nếu như anh nghĩ nhìn xa giống con ong chúa hơn, phải không? Những con ong chúa hơn. Con lân cũng là có cái hình thái, nhưng mà đặc biệt là em Dương em ấy đã thổi một cái luồng gió mới cho cái cây dưới. Mà một cái dưới mình hiểu là về độ nghệ thuật là kỳ mỹ đấy. Đấy là nó cũng đáp ứng được những cái tiêu chí của cái cây. Một cây dưới như này, một cây dưới mà kỳ như này ở thị trường là cũng không nhiều. Nhưng mà cơ bản là em cũng thổi hồn được và nâng tầm cái tác phẩm lên rất nhiều. Từ khi mà ở trong triển lãm Phú Yên mà Quy Nhơn. Đến khi mà em mang về đây cũng chỉ là trong vòng mấy tháng thôi, nhưng mà cây dưới này đã được đông đảo cộng đồng chơi cây biết đến. Và cây là, các bạn hiểu là cây là gì? Cây đẹp là yếu tố cần và đủ. Nhưng mà cây đắt thì nhiều khi anh em lại không hiểu là sao nó đắt thế. Và mình chia sẻ cho nhân tiện này, đây là một cái những cái tác phẩm có thể là mình không biết là bao nhiêu tiền, nhưng mà nó sẽ lên thương hiệu rất nhiều. Vâng. Vì sao? Vì cây trong gốc cây cảnh ấy, là cây cảnh là chơi cây nghệ thuật. Mà cây nghệ thuật thì nó chẳng có cái giá nào nếu thực sự nó có cái cần và đủ là cái đẹp. Vâng. Ừ. Trong cái đẹp ấy, thì mình lại phải phân tích ra là trong cái đẹp ấy, thì nó có cái yếu tố nói như nhà trong anh em cây là cổ kỳ mỹ văn, nhưng mình nói gắn tắt lại là cái đẹp nó cần cái gì? Cái cổ là cái cần, và cái kỳ mỹ là cái dáng, là cái đủ, mà nó hội đủ hai yếu tố ấy, thì là nó đẹp. Vâng. Nhưng để nó nhiều tiền thì lại phải trải qua rất nhiều người phải biết đến. Vâng. Và nó thành ra phải được những cái chủ nhân ấy, qua tay các chủ nhân, và được hình thành dễ nhận diện thương hiệu. Và khi đã dễ nhận diện thương hiệu rồi thì nó sẽ lên được cái gọi là cái giá trị thương hiệu, và sẽ lên được level của tác phẩm. Chính vì vậy nên là có những cái người mà người ta không hiểu là người ta không bao giờ mua cây nhiều tiền, và người ta cũng không bao giờ nghĩ là người ta sở hữu, người ta chỉ biết đẹp thôi. Đến lúc nói đến tiền ấy là người ta bị sốc. Vâng. Vì người ta không hiểu là cái giá trị thương hiệu nó như nào. Thế thì khi mà người ta hiểu cái thì người ta bị sốc là ôi sao nó đẹp thế, người ta vẫn công nhận nó đẹp, nhưng mà với người ta nó quá tưởng tượng và nó quá nhiều tiền. Thì người ta bị sốc. Vì người ta không bao giờ nghĩ được cái số tiền ý thì người ta thấy. Còn rất nhiều người ta hiểu được cái bản chất của cái đẹp và cái thương hiệu và cái đồ nghệ thuật ấy, thì người ta lại cho đấy là một cái mục đích sống và một cái người ta cần. Vâng. Có phải vì, mỗi một lần vì cái thương hiệu nó mới đắt tiền. Ở đây mình cứ nói là đơn giản lại, tóm tắt lại là cây đẹp cần và đủ rồi. Vâng. Nhưng không có thương hiệu cây cũng không bao giờ nhiều tiền được. Vì những cái người cũng như là một người đẹp mà chưa được đi thi hoa hậu, chưa được giải thì cái người đẹp đó vẫn chưa có giá trị. Thế là mỗi một lần cuộc triển lãm diễn ra này, các cây mà được đi triển lãm ấy thì có vẻ sẽ là tạo nên cái thương hiệu và nâng tầm của cái cây. Đúng rồi, nhiều thương hơn hiệu đấy. Thực ra mà nói là một cái triển lãm là cái để trưng bày những cái sản phẩm của những cái nhà vườn đẹp. Vâng. Để ra để mình hiểu, mới nôm na là cũng là để cho công chúng đón nhận và để làm sao để người ta cảm thụ, cảm nhận được và người ta đánh giá được cái là đẹp ở mức độ nào. Vâng. Thì cuối cùng người chơi và người công chúng thưởng lãm người ta. Vâng. Nhận định. Vâng. Cái yếu tố là cái yếu tố quan trọng nhất và yếu tố để nên thành danh và thương hiệu được. Vâng. Còn ông cứ bảo là xấu, ông bảo đẹp, ông thổi lên cũng không được. Vâng. Bởi vì ai người ta cũng có cái nhìn nhận và người ta có cái
cái tư duy nhận biết rồi. Đúng. Thế thì bây giờ là ông bảo là đẹp, người ta đồng ý là đẹp, đẹp ở mức nào? Ừ. Đẹp nó có rất nhiều cái mức đẹp. Vâng. Thế thì quý cũng là rất nhiều cái mức quý, chứ không phải là bảo là có quý là quý đánh đồng cũng không được. Đúng. Gọi là coi cây này là quý, cái cây này là đặc siêu quý, cây này là đặc biệt quý. Đúng. Thì nó lại khác. Thì nhưng cơ bản nó cho để dạng quý là nó đã là quý rồi. Đây là một cây mà có cái dáng rất kỳ mỹ, và nó càng dáng gọi là trong làng cây gọi là dáng kỳ của cây, mà nó tạo nên cái điểm hút người chơi. Vâng. Trong cái một tác phẩm rúa như thế này, và cũng là đặc biệt là em ấy là người Bắc mà đem từ cái cây này từ miền Trung ra đây để thổi hồn vào cái nan gió về cây cảnh nghệ thuật về cây rúa, cũng là một cái điểm mới, điểm nhấn trong làng cây, tốt cho lần đầu em nhìn thấy cây. Cái thân này em cứ tưởng là quét cái xin ấy. Anh cũng như em ấy, vâng. Anh gặp ở trong Quy Nhơn ấy thì là anh cứ trong tưởng người ta quét bóng. Vôi kìa. Vâng, đấy, bóng trắng xóa. Trắng xóa vâng. Trắng nhỉ? Đợt vâng. Ở trong ấy. Anh vào trực tiếp đầu tiên anh bảo xin như quét vôi, nhưng mà sau này người ta bảo không phải. Ở trong ấy cái thời tiết ở trong ấy nó có khác ngoài mình. Thế là thời tiết là nắng gió và muối. Vâng. Giả dụ như gió biển nó có vâng. Chất cái tem vâng. Của nó cũng cao hơn ở ngoài Bắc. Không biết ra khí hậu ngoài Bắc thì nó sẽ có những biến đổi gì khác. Nó có biến đổi rồi đấy. Anh nghe cho em xin kiểu ảnh nhé. Thế này làm được một video.